Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Kon Tum trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước. Với tài nguyên đất đai, khí hậu thuận lợi, tỉnh Kon Tum có cơ hội lớn để phát triển thành vùng dược liệu quốc gia. Trong đó, huyện Tumorong là vùng trồng trọng điểm với hơn 3.000 hecta, bao gồm các dược liệu quý như sâm ngọc linh, sâm dây, lan kim tuyến, sơn tra, ngũ vị tử, đương quy, được chế biến thành các loại thực phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Năm 2023, đồng bào Sơ Đăng được vay vốn ưu đãi trên 94 tỷ đồng để đầu tư trồng sâm ngọc linh. Nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, trở thành tỷ phú. Ngoài việc định hướng mở rộng diện tích, huyện Tumorong sẽ kêu gọi các nhà đầu tư cùng các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm giá trị thương hiệu dược liệu quốc gia.